Như vậy là Quang Hải đã rời sân. Người vào sân để thế trận Quang Hải là Phan Văn Đức. Đây là cơ hội của chúng ta. Văn Long, cú đá quá tuyệt vời. Cầu thủ của chúng ta dường như luôn ý thức rằng mình là những người nghệ sĩ nên ghi bàn là phải ghi bàn ấn tượng, và vừa rồi là một khoảnh khắc cũng rất đặc biệt mà Phan Văn Đức tạo ra trong trận bán kết U19 Myanmar. Người chuyền bóng là Lương Xuân Trường. Lại là một pha kiến tạo nữa của số 6, một tiền vệ xuất sắc của đội tuyển U19 Việt Nam. Và cú bẻ má ngoài chân phải này của Phan Văn Long thật khó tìm lời nào để có thể mô tả cho vẻ đẹp của nó. Một cú đá mà nó đã khiến tôi nhớ lại pha xử lý của Dennis Bergkamp trong trận đấu tại World Cup 1998, với một cú đá bằng má ngoài chân phải rất điệu nghệ. Chỉ có thể nói là hoàn hảo, từ đường truyền của Xuân Trường cho tới cách mà Phan Văn Long vượt qua sự đeo bám của đội trưởng Nadal Kior